Vừa qua, bộ phim truyền hình Thương Ngày Nắng về khiến khán giả vô cùng xúc động với cái kết viên mãn cho tất cả các nhân vật. Sau khi kết thúc bộ phim, nữ diễn viên Lưu Huyền Trang vai Mộng Mơ đã đăng tải bộ ảnh tình bề bình bên ông chồng màn ảnh Bá Anh vai cậu Vượng. Cô hài hước viết, nay vợ chồng em tạm nghỉ bán bún rian, quyết định dành tiền lãi tháng rồi, tất tay làm bộ ảnh tặng cả nhà thân yêu, cả nhà thấy chúng em máu chưa ạ? Cả nhà ơi, tuy mỗi tối cả nhà sẽ không còn nhìn thấy chúng em cùng gia đình nắng trên màn ảnh nhỏ nữa, nhưng chúng em hy vọng những khoảnh khắc này của cặp đôi Mơ Vượng sẽ còn mãi trong cả nhà nhé ạ. Đồng thời, nữ diễn viên gửi lời cảm ơn và bày tỏ sự trân trọng tình cảm của khán giả đã ủng hộ các diễn viên suốt thời gian qua. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hy vọng mọi người sẽ luôn dõi theo, ủng hộ cho chúng em cùng các thành viên của gia đình nắng trong những dự án sắp tới nhé ạ, Lưu Huyền Trang viết. Trong bộ ảnh mới, Mộng Mơ và cậu Vượng diện trang phục đơn giản, trẻ trung, tươi sáng đúng với tính cách nhân vật. Cả hai tạo dáng nhí nhảnh, ngọt ngào bên nhau chuẩn cặp vợ chồng hạnh phúc. Bên dưới loạt ảnh của cả hai, người hâm mộ tấm tắc khen ngợi, cái đôi này quá đẹp đôi đấy, em thề là nhìn anh Ba Anh đáng yêu. Còn chị mình xinh nức nở luôn ạ, cậu Mơ có bộ ảnh chất quá cơ, gu hoa cậu Vượng với chị Mộng Mơ có bộ ảnh concept xịn sò quá, đẹp quá trời luôn ạ. Diễn viên Lưu Huyền Trang sinh năm 1987 ở Tuyên Quang. Cô thường xuyên thủ những vai diễn hài hước trên màn ảnh. Bộ phim Thương Ngày Nắng về phần 2 đánh dấu sự quay trở lại của Lưu Huyền Trang sau gần 10 năm không đóng phim truyền hình. Cô cho hay, bao nhiêu háo hức, ấp ủ và đam mê đều dồn hết vào vai diễn Mộng Mơ. Trong phim, Mộng Mơ có nhiều nét diễn biến tâm lý đa dạng và dần lấy được thiện cảm của khán giả với sự thay đổi tích cực. Cô kết hợp ăn ý với diễn viên Bá Anh để tạo nên một cặp đôi hài hước, nhí nhảnh nhưng không kém phần sâu sắc. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.